Thằng này muốn hại. Xuất hiện ở vạch đích, ông Đoàn Ngọc Hải được nhiều người xin chụp hình lưu niệm sau khi hoàn thành chặng đường marathon dài 42 km được tổ chức ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang vào sáng 11 tháng 10 năm 2020. Khi còn công tác thì đã đến cái huyện này, đã đến đồn Lũng Cú, biên phòng Lũng Cú và đã chứng kiến những cảnh người nghèo, người Mông ở đây cũng như cuộc sống ở đây và phong cảnh thiên nhiên ở đây, thì đó là cái động lực mình muốn tham gia cái giải này. Đây không phải là giải marathon đầu tiên mà ông Đoàn Ngọc Hải tham dự, nhưng ông cũng phải rất vất vả mới có thể cán đích trong thời gian cho phép để giành được huy chương. Ông là một trong số 60 vận động viên đã can đảm đăng ký cự ly dài nhất này. Hơn 300 vận động viên khác tới giải marathon ở Hà Giang chỉ đăng ký các cự ly ngắn hơn như 21, 12 và 6 km. Mình dự nhiều giải marathon ở đất nước mình rồi và một giải ở Myanmar. Thì mình thấy rằng là có lẽ là đây là một cái giải marathon á, cung đường khó chinh phục nhất và mệt nhất, nhưng mà cũng là thú vị nhất trong tất cả các giải marathon của Việt Nam hiện nay. Nó tra tấn cơ bắp, nếu ai không đủ thể lực, không đủ ý chí thì không thể chinh phục được và không thể về đích được. Và rất nhiều trường hợp đã vỡ cơ, chấn thương, chuột rút và phải lên xe cấp cứu. Trước đó, ông Hải đã phải dậy từ rất sớm để cùng những vận động viên khác di chuyển đến điểm xuất phát ở đỉnh đèo Mã Pí Lèng. Sau đó chạy theo con đường hạnh phúc qua các xã Pả Vi, thị trấn Mèo Vạc, Cán Chu Phìn, Lũng Pù, nơi nổi tiếng với chợ Tình Khâu Vai. Sau đó, ông chạy ngược về đến sân vận động trung tâm huyện, toàn bộ quãng đường dài 42 km với nhiều đoạn đèo và đi qua các bản làng của người dân tộc thiểu số. Trong 42 km thì có đến khoảng 30 km là dốc rất cao và phải leo lên leo xuống. Thì tâm lý người vận động viên lúc đó là thực sự là trong lòng cũng suy nghĩ là có nên tiếp tục hay là nên bỏ cuộc. Bởi vì sao, nó quá căng thẳng và cơ bắp nó đau nhức ghê gớm lắm. Và cái không khí loãng của cái vùng cao nữa, không khí loãng làm cho vận động viên không thở được. Được biết, ông Đoàn Ngọc Hải cũng thường xuyên dậy sớm để chạy bộ hàng chục km mỗi ngày. Đó cũng là cách để ông có đủ sức khỏe tham gia các giải marathon, cũng như lái xe chở bệnh nhân nghèo trên khắp miền Tổ quốc. Nhiều người dân địa phương đã rất bất ngờ khi thấy ông Đoàn Ngọc Hải trong bộ đồ vận động viên điền kinh chạy qua những con đường nơi họ sinh sống. Mình biết là bác Hải sẽ lên Mèo Vạc để tham gia cái cuộc chạy này, nhưng mà không ngờ là bác sẽ chạy qua tuyến đường này. Vâng, thế vô tình thấy bác đi qua. Mình cảm thấy rất là bất ngờ, mình không biết là bác đi thế, bác chạy đi có sức khỏe để chạy đi tuyến dài như thế. Và những cái nghị lực của bác thì bác sẽ làm được những điều có thể là hơn nữa. Với tấm huy chương này, ông Đoàn Ngọc Hải đã bổ sung vào bộ sưu tập huy chương từ các giải marathon trong nước và quốc tế mà ông đã tham gia. Sắp tới ông còn dự định sẽ tham gia giải marathon được tổ chức ở Hà Nội vào trung tuần tháng 10 năm nay.